Chào mừng các bạn đến kênh ẩm thực của mình. Và hôm nay mình sẽ vào bếp để làm món nui xào bò bằm. Một món ăn rất là ngon và dễ làm. Sau đây chúng mình cùng với bếp để làm thôi. Nguyên liệu để chúng ta làm món này thì gồm có 300g nui, một mớ rau mùi, 2 quả cà chua bổ hình miếng cau, 3 củ hành tím, 200g thịt bò, 3 củ tỏi mình đã đập dập rồi các bạn ạ, một bát sốt cà chua, chút xíu gia vị hạt tiêu và một thìa muối nha các bạn nha. Các bạn ơi, bước đầu tiên thì chúng ta sẽ ướp thịt bò. Chúng ta sẽ ướp thịt bò với cả tỏi, với cả gia vị hạt tiêu. Các bạn bóc đều cho gia vị ngấm với thịt bò. Chúng ta sẽ ướp thịt bò khoảng 15 phút các bạn ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình một nồi nước sôi như này. Chúng ta sẽ thả muối vào. Và sau đó chúng ta sẽ đem nui lên luộc các bạn ạ. Các bạn luộc nui cho đến khi nào mềm thì chúng ta sẽ vớt ra nhá. Nhưng mà nên vừa chín tới thôi các bạn ạ, không nên nhũn quá. Chúng ta thường xuyên phải đảo nui lên, không thì là nó dính đáy nồi. Các bạn ơi, qua kiểm tra nui thì nui của mình đã chín mềm rồi. Và bây giờ mình sẽ tắt bếp, rồi đổ ra cái rổ ấy các bạn nha. Giờ mình sẽ đổ nui ra cái rổ. Các bạn nên xả qua nước lạnh cho nui đỡ dính vào nhau nhé. Vậy là nui luộc của chúng ta đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ đem lên xào. Giờ thì chúng ta sẽ xào thịt bò đầu tiên các bạn ạ. Mình vừa này đã cho gia vị rồi nên là bây giờ mình sẽ không cho gia vị nữa, không lại sợ mặn. Các bạn lưu ý nên xào thịt bò vừa chín tới thôi. Thịt bò của mình đã đâu rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp và cho ra đĩa. Còn bây giờ mình sẽ làm nước sốt cà chua nha các bạn nha. Chúng ta sẽ phi hành khô trước. Chúng ta sẽ phi hành khô cho thơm lên các bạn ạ. Khi hành phi đã thơm rồi, chúng ta sẽ cho cà chua vào. Và các bạn cho thêm một bát nước lọc vào nha, để cà chua được chín mềm. Các bạn ơi, khi nước sôi thì chúng ta sẽ lột vỏ cà chua ra nha. Rất là đơn giản các bạn ạ. Bởi vì khi sôi thì vỏ cà chua nó đã tự bong ra rồi, mình chỉ việc lột vỏ ra thôi. Vậy là chúng ta đã lột xong hết vỏ cà chua ra rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho sốt cà chua vào nha các bạn nha. Nước sốt cà chua có công dụng là tạo độ sánh và cho màu nó đẹp hơn các bạn ạ. Giờ thì mình sẽ đổ nui vào.
bạn đọc đều lên. Sau khi đều rồi thì chúng ta sẽ cho thịt bò vào. Giờ chúng ta sẽ đảo đều lên nha các bạn nhé. Và chỗ này thì các bạn có thể nêm nếm lại gia vị. Khá là thơm các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho thêm rau mùi vào. Các bạn thái nhỏ rau mùi nha các bạn nhé. Vậy là đã xong rồi, giờ mình sẽ tắt bếp và cho ra đĩa. Các bạn ơi, như vậy là nuôi sò thịt bò bằm của mình đã xong rồi. Rất là hấp dẫn. Và mình sẽ không đợi lâu nữa, bây giờ mình sẽ thưởng thức. Xin mời các bạn nha. Wow. Nuôi khá là mềm các bạn ạ. Gia vị mình cho cũng vừa phải, kết hợp với cả thịt bò, rất là ngon. Các bạn ơi, các bạn hãy tự tay làm cho mình những đĩa nuôi thơm ngon như này để chiêu đãi cả nhà mình vào dịp cuối tuần hoặc là những ngày muốn đổi vị của gia đình mình. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo và mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye tạm biệt các bạn. Rất là ngon các bạn ạ.